Ngày 31 tháng 10, theo ghi nhận của PLO, nước lũ tại các huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh đã cơ bản rút gần hết. Thời tiết nắng ráo, ô tô đã có thể di chuyển trên các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 9C. Tuy nhiên, vẫn còn một số tuyến đường liên xã ở hai địa phương này và nhà dân còn ngập khoảng gần nửa mét. Tại rốn lũ huyện Lệ Thủy, hầu hết người dân đều dọn dẹp nhà cửa theo phương châm nước rút đến đâu dọn dẹp đến đấy. Sau khi dọn trong nhà xong, nhiều người dân cũng chủ động ra dọn lũ và bùn non tại các tuyến đường xóm, các nhà văn hóa. Người dân tại đây cho biết, để đỡ vất vả trong khoảng dọn dẹp nhà cửa sau khi ngập lũ, thì hầu hết người dân ở đây đều phải canh mực nước lũ. Khi mực nước bắt đầu xuống thấp, phải tranh thủ dọn dẹp, khuấy và đẩy bùn non ra theo nước lũ. Nếu không làm ngay, thì khi nước lũ rút cạn, bùn non sẽ kết lại khô rất khó dọn dẹp. Cùng với người dân, các lực lượng quân sự cứu hộ cứu nạn cũng đã có mặt và khẩn trương hỗ trợ thu gom, dọn dẹp bùn non ứ động các tuyến đường liên xã, các trụ sở. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cũng tích cực triển khai nhiệm vụ điều tiết giao thông những khu vực cầu bị tắc do nhiều phương tiện đưa lên cầu để tránh lũ trước đó.